phi nhung tổ chức live show tri ân khán giả sau khi khỏi bệnh trong buổi trò chuyện mới đây với chúng tôi nam ca sĩ hải ngoại mạnh quỳnh đã khá thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với người tình không bao giờ cưới đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ trải lòng về cuộc sống bên vợ đẹp và hai người con tại mỹ cuộc sống của anh hiện tại như thế nào lúc nghe tin phi nhung qua đời là một cú sốc lớn không chỉ với tôi mà còn với tất cả mọi người may mắn rằng đó không phải là sự thật Lúc nghe tin ấy cuộc sống của tôi trở nên buồn hơn, cảm giác như mất đi một người thân vậy. Tôi chỉ biết nhớ đến cô ấy rất nhiều và thường xuyên xem lại những bài hát mà chúng tôi đã từng diễn chung từ trước. Tân là người tình trong mộng của ca sĩ Phi Nhung. Thời gian gần đây anh lại thường xuyên được nữ ca sĩ công khai bày tỏ tình cảm trên truyền hình. Cảm giác của anh ra sao? Tôi và Phi Nhung đã có dịp làm việc chung với nhau rất nhiều lần trên sân khấu, trong và ngoài nước. Cũng chính vì được khán giả yêu quý nên thi thoảng hai đứa cũng trêu chọc nhau một chút cho khán giả xem mọi thứ chỉ đơn giản là thế vậy vợ anh có phản ứng như thế nào khi ngày ngày đọc báo về chồng đều thấy người ta thắc mắc khi nhắc tới phi nhung ghen thì chắc là có vì đã là phụ nữ ai cũng rất nhạy cảm khi chồng mình diễn xuất ôm um ấp với người phụ nữ khác tuy nhiên bà xã tôi chưa bao giờ phàn nàn hay khó chịu về mối quan hệ giữa tôi và phi nhung bởi ngay từ khi lập gia đình, cô ấy đã rất hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Đúng là tôi và Phi Nhung thân thiết, nhưng nói chính xác hơn thì đây chỉ là tình bạn tri kỷ mà thôi. Nhưng trước đây Phi Nhung cũng từng thừa nhận có rung động với anh ngoài đời, điều đó khiến cho anh khó xử khi có thể tiếp tục thân mật với cô ấy hay không. Nhưng đó chỉ là lời nói đùa, bởi nếu chúng tôi thật sự nảy sinh tình cảm thì sẽ rất ngượng ngùng và mất tự nhiên khi diễn. Hơn nữa tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dân phù hợp để không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng Mạnh Quỳnh đã chia sẻ, anh và Phi Nhung thực tế có tình cảm với nhau nhưng cả hai luôn biết tiết chế để không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép. Có lẽ thứ tình cảm này xuất hiện từ khi hai người mới gặp nhau và bắt đầu hợp tác trên sân khấu. Tuy nhiên sau khi người tình âm nhạc qua đời, người hâm mộ cũng chỉ biết cầu nguyện cho Phi Nhung sớm siêu thoát. Một người đã dành cả đời để làm từ thiện, những việc phi nhung đã làm những bài hát mà phi nhung đã hát sẽ còn mãi trong chúng ta cuối cùng chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến mạnh quỳnh và chúc anh luôn hạnh phúc với vợ con